tiếp tục với play chess của cái gì đây. Ủa năm mà vẫn được á. Là sao rồi? 10 phút luôn. Quyết luôn. Ờ đây rồi. Một phút nè. Cái này không phải là chim, cái này là FFA. Đây là người ta nói nè. Người ta đâu có nói chim như bình thường đâu, nên là cái này không phải là chim đâu nha. Đi ra sớm nhập, phát triển sớm nhập thành rồi sau đó mới phong hậu. Hậu ơi là hậu. Hậu là cái thứ quan trọng nhất trong cờ vua. Nên là người ta cần phong hậu mà. Hậu, 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 mình biết mà. Đỏ mà đi thì xanh sẽ ăn, lúc thế thì sẽ bị chiếu, nghĩa là mình cũng sẽ chiếu bro. Mình biết ngay mà, tham lam quá đi mất. Con kia con kia tấn công hậu còn. Con tượng thì tấn công con hậu. Đúng là tham lam quá đi mất. Họ tham lam thật. Mình tấn công hậu họ mà họ còn không quan tâm nữa là. Đúng là tham như con mỏ, tham như mỏ. Tham như mỏ. Lần này là chú hết chị. Ra chiếu nữa à, mình chiếu hết luôn. Mình chiếu hết đỏ chỉ trong vòng 8 nước mà thôi. Chiếu hết đỏ chỉ trong vòng 10 phút, nhưng mình có ăn con tốt ngay không nhỉ? À mà thôi nhập thành cái đã. Mình có elo thấp nhất thứ ba trong đây. Đẹp. Đỏ có elo thấp nhất. Nhiều người, cao những cao thủ cờ vua nói là ai có elo cao hơn nghĩa là thắng nhiều hơn. Thì đúng, nên là sẽ làm mạnh hơn. Thì bởi vậy á. Nhưng mà không phải lúc nào cũng đúng. Tượng xe ra, tượng và xe ra rồi mình tiến mấy con tốt lên luôn. Mình quên trời à, xấu đấy cả con tượng rồi. May là họ chưa thấy nè.
Mình cần vô vị trí an toàn, bởi vì nếu như mà người kia tấn công mình còn mình bị chiếu thì mình sẽ mất con đấy, nên là phải nhập thành để không bị chiếu. Ăn hậu sang vào tượng mà. Hậu cũng vào ở vị trí an toàn luôn. Ăn. Bây giờ sẽ cho xe vào luôn, rồi mình bắt đầu tiến tốt lên. I don't care about your pawn. Ok, bây giờ bắt đầu tiến tốt lên. Mình cản đường họ luôn. Họ mà phong thì mình ăn hậu. Xe ăn lên thì mình ăn con mã của họ. Nghĩa là mình vẫn hơn mà. Block. Và nó làm sao mà block cả hai cùng một lúc đây nè. Phong à, phong. Phong thì phong, có cái gì đâu. À mà đợi chút đã, con mã. Phong cái gì mà phong, tham phong quá đi mất thôi. Ăn đi, phong đi, phong đi, phong đi. Không phong. Bốn mốt con kia 14. Mình phải nói là người thứ, mình chắc là mình không biết là mình có chiếu hết được xanh dương không nè. Ăn luôn, mình không quan tâm tới con hậu. Mình không quan tâm tới hậu, cái thứ mình quan tâm đó là lại thế. Không phải là ai nhiều quân hơn người kia, cũng có lúc mà người mà có nhiều quân hơn vẫn thua, giống như là thí quân rồi lại thắng á, nên là mình không quan tâm về mấy cái này, mình quan tâm về lợi thế. Chưa đây. Ok, mình chấp liều luôn. Ăn chưa hết luôn. Mình vẫn có thể làm thêm hậu. Bây giờ là chỉ cần chưa hết vàng thôi. Vàng còn ít thời gian lắm. All I need is to check mate yellow. All I need to check mate is yellow. Or if he check mate me, he can't even win because of the score. Một con mã, con kia thì tùy.
not gonna checkmate yellow when he has a strong defense like this. Hai con hậu, hai con xe nữa, một con tượng. If I win this, this is probably one in a billion. If I could win, that would be one in a trillion or a billion. Because this is completely losing position. Hey, Phong Hậu. Phong Hậu ơi. Vẫn đang chờ Hậu. Hậu ơi là Hậu. Kê dùng con xe khác vậy, mình không muốn mất con tốt thông đó. Dùng con xe khác. I need to do this anyway. Hay là nếu như mà không chữa hết được vàng mà vàng chữa hết mình thì mình vẫn thắng. Mình không muốn đấu nữa đâu. Xem win luôn cho rồi, mình có lợi thế mà. Hy vọng mọi người thích video này, mọi người nhớ like, đăng ký. No more again. Lily đi thôi.